Cả Đông Nam Á sửng sốt, huấn luyện viên Hàn Quốc bất ngờ tiết lộ sự thật chấn động đằng sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, khiến người Indo gật đầu thừa nhận. Xin chào các bạn khán giả yêu quý của nhà Việt Nam Stronger. Đội tuyển Indonesia đá bóng mà tôi cứ xem như là một màn hài kịch nhạt nhẽo, không có gì gọi là tinh thần thi đấu, phải mà như Việt Nam thì tốt quá. Tôi ước gì đội tuyển Indonesia có một nửa tinh thần thi đấu của Việt Nam. Cứ mỗi lần đội tuyển của chúng ta thất bại, tôi lại ước như thế. Xin chào Việt Nam, các bạn bán tinh thần thi đấu và thái độ tích cực với giá bao nhiêu tiền? Tôi thừa tiền lắm, tôi muốn mua lại cho đội tuyển Indonesia của tôi. Liên hệ và báo giá cho tôi biết về nhé. Đó là những bình luận của người hâm mộ Indonesia đã dành cho đội tuyển quốc gia của họ cũng như là Việt Nam chúng ta về thái độ thi đấu. Và mới đây thì thầy Công đã có những trải lòng khiến cho người ta phải chấn động về bí mật của sự khác biệt giữa đội tuyển Indonesia và Việt Nam, cũng như là các đội bóng trong khu vực khác. Vậy những khác biệt ấy là gì? Cùng VH đi tìm hiểu trong video này các bạn nhé! Chỉ mới cầm cương chỉ đạo huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam, thầy Gong Okyun đã tạo ra một lịch sử mà Việt Nam chúng ta chưa từng làm được trước đây. Đó chính là cầm hòa đội tuyển Hàn Quốc ở một trận đấu. Rồi sau đó là một phát biểu rất khiêm tốn rằng chưa ăn mừng vội, chiến thắng trước Malaysia để vào tứ kết giải U23 châu Á. Mặc dù sau chiến thắng ấy, rất nhiều người chúc mừng Việt Nam và thầy Gong như: "Tôi tin rằng Việt Nam sẽ có khả năng đi sâu vào vòng trong hơn nữa. Tệ nhất phải là bán kết. Họ đã chiến đấu hết mình, mặc cho kết quả phụ thuộc vào trận Hàn Quốc gặp Thái Lan. Tôi tin là ông Gong sẽ giống như ông Park, tạo nên một tập thể gắn bó và những con người có thể tạo nên đột phá trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Xin chúc mừng chiến thắng của Việt Nam." Lối chơi của Việt Nam không thiên về một cầu thủ nào cả. Ông Gong đã làm điều giống như thầy Park trước đó, khâm phục. Tuy nhiên, phát biểu khiêm tốn cũng như là tôn trọng đối thủ của huấn luyện viên Gong Okyun sẽ không phải là điều mà người ta sẽ nhắc đến nhiều, ít nhất là cho đến vài hôm nữa. Mà mới đây, một phát biểu thú vị đã được ông nói lên khiến người ta phải bất ngờ các bạn ạ. Ngơ ngác rồi bất ngờ luôn. Điều gì còn khiến cho người ta bất ngờ hơn nữa so với việc ông đã được chọn làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam thay thế cho thầy Park? Thế thì chỉ có thể nói đến việc ông nhận xét sự khác biệt giữa các cầu thủ Indonesia và Việt Nam mà thôi. Theo tờ CNN, phiên bản Indonesia đăng tải, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc chưa từng dẫn dắt bất kỳ một đội tuyển quốc gia nào. Tuy nhiên, ông lại từng là trợ lý của ông Shin Tae-yong, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Indonesia trong nhiều năm liền. Theo tờ CNN Indonesia, ông Gong đã trải lòng với truyền thông như sau: "Tôi đã có thời gian ngắn huấn luyện các cầu thủ trẻ của Indonesia và giờ là U23 Việt Nam. Ấn tượng đầu tiên khi tôi ở Indonesia là cầu thủ của họ có đôi chút khoảng cách và có thể nói là hơi khó gần, không thân thiện cho lắm. Trong các buổi tập, các cầu thủ Indonesia cũng cho thấy sự khó tiếp thu. Tôi nghĩ điều này có lẽ là do khác biệt về văn hóa. Nhưng sau vài buổi tập, tôi phát hiện ra không phải vậy. Cầu thủ Indonesia không có một tinh thần đủ tốt, đủ quyết tâm như tôi mong muốn nên là rất khó để có thể làm việc. Mọi thứ khác hẳn khi tôi sang Việt Nam. Tôi thấy cầu thủ Việt Nam rất quyết tâm, chăm chỉ và thể hiện thái độ rất cầu tiến như cầu thủ Hàn Quốc. Điều đó làm tôi rất thích thú. Khi mới đến Indonesia, tôi nghĩ rằng có thể cầu thủ ở đây chưa quen với phương pháp huấn luyện của chúng tôi nên tôi thấy rất khó để có những buổi tập ưng ý. Mối quan hệ thầy trò ở đây cũng khó khăn tương tự. Thực ra thì cầu thủ Việt Nam cũng vậy thôi, nhất là trong khoảng một tuần đầu tiên. Họ gặp chút khó khăn vì chưa từng gặp tôi trước đó. Nhưng cầu thủ Việt Nam lại có thái độ khác khiến tôi thấy thích hơn." Với phát biểu của ông Gong Okyun, hẳn là các bạn khán giả thân mến của Á sẽ nghĩ đại loại rằng người Indonesia thế nào cũng thù hằn với ông thầy người Hàn này cho mà xem. Nhưng mà không đâu nhá các bạn nhé. Trái ngược lại, các cổ động viên tại xứ Vạn Đảo lại có đồng tình với ông nữa cơ. Bên dưới bài đăng này, nhiều người đã tỏ thái độ đồng tình với thuyền trưởng của U23 Việt Nam như sau: "Xin mời ông nói bé thôi. Ông nói thế là lộ hết bí mật vì sao Indonesia thua đấy. Hồi đó tôi đọc được thái độ mới là điều quyết định 100% sự thành công và chiến thắng. Giờ thì tôi tin đó là sự thật. Ông có thể liên hệ và kể thêm cho tôi một ít về bí mật được nữa không? Chứ mỗi thái độ thôi thì Indonesia đâu thể nào mà thua được. Chắc hẳn là phải có gì đó ghê gớm hơn nữa. Tôi hứa là sẽ không để lộ bí mật đâu." Theo anh nhận định, nền bóng đá tại Đông Nam Á chúng ta hiện tại đã rất phát triển so với nhiều năm trước. Chất lượng các giải đấu cũng như là chất lượng huấn luyện ngày càng được cải thiện rõ rệt. Duy chỉ có một điều khiến người ta đặt ra câu hỏi chính là chất lượng cầu thủ và đào tạo trẻ. So với các nước trong khu vực, Việt Nam chúng ta có chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ không thực sự quá tệ, thậm chí là có thể sánh ngang ngửa với Thái Lan và Indonesia. Chỉ có điều chúng ta không sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch và không có nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu mà thôi.
Nhưng cần phải nói một điều đó chính là quả thật chiến thắng nằm ở thái độ của mỗi cầu thủ. Với Thái Lan, sau khi Việt Nam cất tiếng gọi, cầu thủ bị vấn đề về đường tiêu hóa, cụ thể là tiêu chảy, thì Thái Lan sau đó cũng đáp lời với cùng một lý do là tiêu chảy. Theo đó, trước trận đấu với Thái Lan, huấn luyện viên của họ cũng như là hậu vệ Therathon đã nói rằng các cầu thủ Thái Lan không quen khẩu vị thức ăn. Và có đến 13 cầu thủ U23 Thái Lan bị tiêu chảy, không đảm bảo điều kiện thể lực khi ra sân đấu. Còn sau trận thua Hàn Quốc thì Madame Pang lại lên tiếng rằng việc thay đổi tới 5 vị trí dù phải đối đầu với U23 Hàn Quốc, vốn là đội mạnh nhất bảng đấu này, có nguyên nhân. Do thời tiết khá nóng trong ngày cùng với việc các trận đấu nối tiếp nhau, cộng thêm những mệt mỏi tích tụ từ cuộc hành trình nên nhiều cầu thủ cảm thấy không khỏe. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ nhiều tờ báo Thái Lan rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời của Madame Pang và các cầu thủ của đội tuyển Thái Lan mà. Họ cho rằng Việt Nam cũng gặp vấn đề tương tự về thực phẩm, kiệt sức, thậm chí là các cầu thủ Hàn Quốc cũng không quen thi đấu với thời tiết nóng nực mà vẫn thi đấu tốt đấy thôi. Có lý do gì mà lại thua được? Còn theo Hát nhận định nha, có lẽ là mọi thứ xuất phát từ thái độ của các cầu thủ Thái Lan là chính các bạn ạ. Các bạn có lẽ đã biết rằng Madame Pang là một nữ tỷ phú rất nổi tiếng của Thái Lan và bà luôn tung ra những số tiền thưởng nóng hổi cho các cầu thủ của voi chiến mỗi khi giành được chiến thắng quan trọng. Do đó, một phần thái độ của các cầu thủ Thái Lan gần như thi đấu là vì tiền thưởng. Mặc cho chất lượng cầu thủ rất tốt, nhiều cầu thủ trẻ tài giỏi, nhưng với một thái độ thi đấu như thế, cộng thêm là việc không có quyết tâm gần như là khiến họ không thể chiến thắng được. Đổ lỗi cho thời tiết gần như là không thể chấp nhận, vì thời tiết Việt Nam và Thái Lan so với Uzbekistan gần như là nóng như nhau. Do đó, chẳng có việc gì là không quen thời tiết cả thưa các bạn thân mến. Chỉ có thể trách là các cầu thủ Thái Lan thi đấu chưa hết mình mà thôi. Còn đối với Indonesia thì sao? Rõ ràng thái độ của họ trong nhiều tình huống trên sân là không thể chấp nhận được. Mỗi lần mà xem họ thi đấu với đội tuyển Việt Nam chúng ta ấy, thì ác lại cứ sợ là cầu thủ Việt Nam bị chấn thương thôi ấy. Mỗi trận cầu của Indonesia thì họ đá dưới cơ và ở thế thua thiệt so với đối thủ đều biến thành những trận pencaksilat. Thêm nữa, như thầy công Okyun đã nói, các cầu thủ Indonesia khó gần, không thân thiện cho lắm và có khoảng cách với huấn luyện viên khiến họ rất dễ nhận lấy các thất bại. Tinh thần của một đội bóng là thứ thiết yếu giúp họ gắn kết với nhau và trong đó có cả huấn luyện viên. Huấn luyện viên dù cố gắng thế nào đi chăng nữa mà đội bóng thì luôn có khoảng cách, không thân thiện và không tiếp thu thì rất khó cho công tác huấn luyện đúng không nào? Chưa kể là việc không đủ quyết tâm cùng với đó là khiến các cầu thủ Indonesia cũng gần như là lúc nào cũng thi đấu với một thái độ lưng chừng, sẵn sàng diễu võ trong những tình huống rất đỗi bình thường. Và đây luôn là điều mà ắt thường thấy. Đối với Việt Nam chúng ta, chỉ nói riêng về người Việt Nam, chứ khoan hãy nói đến đội tuyển Việt Nam nha. Người Việt Nam chúng ta có một thái độ và tinh thần cầu thị rất là cao. Tinh thần cầu thị rất quan trọng trong bất cứ việc gì thưa các bạn. Ông bà ta thì vẫn có hay nói rằng, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Đây chính là câu nói mà dạy cho thế hệ con cháu về tinh thần cầu thị và luôn tìm tòi học hỏi. Chưa hết, còn phải là tinh thần cầu tiến, luôn cố gắng hết mình để cố vươn tới những đỉnh cao mới nữa. Bóng đá Việt Nam chúng ta có những minh chứng rất sáng tỏ cho tinh thần cầu thị và cầu tiến của các cầu thủ. Còn nhớ thủ thành Đặng Văn Lâm đã phải từng viết thư bày tỏ nỗi lòng với ông Miura, tự mình liên hệ với thầy Park và cố gắng thi đấu, tiếp thu, nâng cao trình độ để chứng minh bản thân là một thủ môn đủ tốt cho đội tuyển Việt Nam. Đáp lại sự cầu tiến đó của anh là một suất bắt chính cho đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch AFF Cup. Hay là hình ảnh những cầu thủ trở lại sau chấn thương, lúc nào cũng thi đấu hết mình tuân theo đấu pháp của huấn luyện viên. Đó là những điều tạo nên những thành công rực rỡ của đội tuyển Việt Nam ở mọi cấp độ. Các bạn thân mến, huấn luyện viên của một đội bóng đá không phải là mẫu người theo dạng là mắt anh sáng, dáng anh hiền, nụ cười tỏa nắng, mang thành tích về cho đội. Chúng ta không thể trông chờ ai cũng làm tốt, nhưng mà chúng ta phải trông chờ vào sự thân thiện, tinh thần ham học hỏi, cầu tiến của các cầu thủ khi làm việc với một vị huấn luyện viên. Điều đó mới tạo nên một tập thể có tinh thần chiến đấu, gắn bó và luôn hướng về những đỉnh cao mới. Và điều này đã được huấn luyện viên Gong Okyun chứng minh thông qua phát biểu trước báo chí của mình về sự khác biệt giữa các cầu thủ Việt Nam và Indonesia. Không thi đấu vì tiền, thi đấu với một tinh thần cao nhất, luôn vì danh dự, tập thể là trên hết. Cầu tiến, thân thiện, có mối quan hệ thầy trò tốt với huấn luyện viên, đó chính là những bí mật tạo nên một Việt Nam khác biệt so với Indonesia, Thái Lan, thậm chí là các đội bóng khác trong khu vực.
Át cũng mong rằng sau này khi mà thầy Park, thầy Gong có chia tay đội tuyển Việt Nam đi chăng nữa thì các cầu thủ sẽ luôn giữ cho mình một nhiệt huyết cao nhất, tinh thần thi đấu chuyên nghiệp nhất, luôn học hỏi nâng cao bản thân và kỹ năng, và hơn hết là làm đẹp hình ảnh con người và nền bóng đá thân thiện của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Và không chỉ là các cầu thủ đâu, Át cũng mong là mỗi người trong chúng ta thì đều sẽ như thế đấy. Ai mà chẳng muốn là đất nước mình được bạn bè quốc tế yêu quý và vinh danh đúng không nhỉ? Các bạn có cùng suy nghĩ với Át không? Để lại một bình luận bên dưới cho Át biết về nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!